U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Phan Tuấn Tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 vì chấn thương. Theo một số nguồn tin, Phan Tuấn Tài dính chấn thương và không thể cùng VFF tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, trang chủ VFF chưa chính thức xác nhận thông tin này. Thiếu vắng Phan Tuấn Tài là tổn thất lớn với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Cầu thủ thuộc biên chế thể công Viettel là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu nhất của U23 Việt Nam. Phan Tuấn Tài là thành viên U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 và vào tứ kết U23 châu Á 2022. Hậu vệ này cũng là quân bài ưa thích của huấn luyện viên Philippe Chaussier khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước trường hợp Phan Tuấn Tài, U23 Việt Nam cũng đã phải điều chỉnh lực lượng vì chấn thương. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn bị đau khi thi đấu cho câu lạc bộ BVF SND và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Văn Tùng lên U23 Việt Nam. Nếu mọi việc thuận lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới trước hai lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Sau khi chia tay ông Philippe Chaussier hôm ngày 26 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF bắt tay vào tuyển chọn người thay thế. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia chịu trách nhiệm lớn trong việc đưa ra các tiêu chí, thẩm định hồ sơ ứng viên. Theo tìm hiểu, các thành viên hội đồng không quá đặt nặng quốc tịch ứng viên là châu Âu hay châu Á, mà quan trọng là phải am hiểu và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Xét trên tiêu chí này, các ứng viên đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản được đánh giá cao do tương đồng về văn hóa, tổ chức cầu thủ và kinh nghiệm thực chiến ở các giải châu lục. Thời gian qua, hai huấn luyện viên Hàn Quốc là Kim Jae-hoon, 54 tuổi và Kim Sang-sik, 48 tuổi đã gửi hồ sơ ứng tuyển. Trong khi hai cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan là Nishino Akira, 68 tuổi, người Nhật và Manu Bonkin, 48 tuổi, quốc tịch Đức cũng sẵn sàng cuộc đua vào ghế nóng tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam Bae Ki-kun mới đây đã tiến cử đồng hương Hàn Quốc là ông Lee Jang-jin, người được ví như cánh tay phải, sát cánh cùng huấn luyện viên Park Hang-seo suốt 5 năm tại đội tuyển Việt Nam. Ông Bae Ki-kun tin tưởng, sự hiểu biết của huấn luyện viên Lee Jang-jin sẽ mang tới lợi thế khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và tiếp nối thành công của người đồng nghiệp cũ. Nếu thuận lợi, VFF có thể chọn được huấn luyện viên mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu hai lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Trường hợp chưa có ứng viên thực sự xứng đáng, VFF sẵn sàng bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền. Nhiều cổ động viên cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nên để huấn luyện viên Lee Jang-jin dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mới đây, cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Bae Ki-kun đã tiến cử huấn luyện viên Lee Jang-jin cho VFF. Theo ông Bae, huấn luyện viên Lee là ứng viên phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ có kinh nghiệm mà còn hiểu rất rõ về bóng đá Việt Nam. Ngay sau đó, nhiều cổ động viên cũng kêu gọi VFF nên trao cơ hội cho cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mình nghĩ thời điểm hiện tại để ông Lee dẫn dắt tuyển Việt Nam là hợp lý. Ông ấy sẽ không cần mất thời gian tìm hiểu thêm bất cứ thứ gì mà có thể bắt tay ngay vào công việc. Ông Lee từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo suốt 5 năm nên quá hiểu về cầu thủ Việt Nam, tài khoản quanh Nguyễn bình luận. Ngay phía dưới, một người khác trả lời, tôi cũng nghĩ như bạn, huấn luyện viên Lee dù không có đức diễn nhiều dưới thời huấn luyện viên Park nhưng tôi tin ông ấy sẽ thành công với tuyển Việt Nam. Cùng quan điểm, tài khoản Đức Thắng nhận định, quá tốt, huấn luyện viên này đã đi cùng thầy Park trong suốt 5 năm nên hiểu rất rõ bóng đá Việt Nam. Ý kiến khác lại cho rằng, VFF nên hành động ngay để huấn luyện viên Lee Jang-jin có thêm thời gian chuẩn bị. Phương án này là hợp lý rồi, VFF có lẽ nên ra quyết định càng sớm càng tốt, tài khoản này bình luận. Tôi chỉ mong ông Park hoặc ông Lee làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, hai huấn luyện viên này hiểu cầu thủ Việt Nam, biết khả năng của họ ở đâu, một người bày tỏ. Trong khi đó, một số cổ động viên khác cũng tán đồng với phương án để huấn luyện viên Lee Jang-jin dẫn dắt tuyển Việt Nam. Về phần mình, VFF vẫn đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đoàn quân áo đỏ. Dự kiến, VFF sẽ công bố danh tính của tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam trước tháng 6 năm 2024. Cầu thủ Việt Kiều Jason Medin Quang Vinh được cho là chuẩn bị trở về Việt Nam chơi bóng. Một số nguồn tin mới đây tiết lộ, cầu thủ Jason Medin Quang Vinh đang có ý định trở về Việt Nam chơi bóng. Đây là thông tin có cơ sở bởi hợp đồng giữa ngôi sao Việt Kiều này và câu lạc bộ Kuvili Ruon chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Trong khi đôi bên vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc gia hạn hợp đồng. Việc đến chơi bóng ở V-League có lẽ đã nằm trong kế hoạch của Jason Medin Quang Vinh khi anh nhiều lần bày tỏ mong muốn được lấy quốc tịch và khoác áo tuyển Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam trong một kỳ nghỉ năm 6 tuổi. Từ đó đến nay, tôi đã luôn cố gắng để trở lại đó. Đối với tôi, hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa lớn. Việt Nam là một phần trong tim tôi. Ở Pháp, không dễ để theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.
song tôi luôn cố gắng cập nhật tin tức về bóng đá Việt Nam. Hậu vệ thuộc biên chế của Villarreal nói, về Việt Nam thi đấu, hậu vệ sinh năm 1997 có thể sẽ sớm hoàn thành được mục tiêu lấy quốc tịch quê mẹ. Nếu chính thức trở thành công dân Việt Nam, với đẳng cấp của mình, Jason Nadine Quang Vinh hoàn toàn đủ khả năng lên tuyển. Theo tìm hiểu, hiện đang có 3 đội bóng phía Bắc Việt Nam muốn chiêu mộ ngôi sao Việt kiều này. Nhưng danh tính của những câu lạc bộ này vẫn chưa được tiết lộ. Mùa 2023 đến 2024, Jason Nadine Quang Vinh đã có 28 lần ra sân cho đội bóng đang chơi ở giải hạng Hai Pháp. Mùa trước anh cũng chơi đến 32 trận cho Villarreal trên mọi đấu trường. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam phát hiện được định giá 600.000 euro, khoảng 16,2 tỷ đồng. Đây là kịch bản có vẻ khó xảy ra ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu nhìn lịch sử bóng đá Việt Nam thì không thể loại trừ bất ngờ vào phút cuối. VFF đang đứng trước bài toán khó khăn và huấn luyện viên Park Hang-seo có thể là lựa chọn không tồi. Cái khó đầu tiên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, chính là có quá nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề chọn huấn luyện viên trưởng trong bối cảnh sức ép lớn vì thất bại vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Tiến cử từ giới truyền thông là rất đa dạng, từ huấn luyện viên châu Âu đến Hàn Quốc, Nhật Bản và không ít người muốn trao quyền cho huấn luyện viên nội. Không phải các huấn luyện viên nội không đủ tài, một số đầy đủ bằng cấp và cũng chứng tỏ được năng lực chuyên môn trong thực tế. Tuy nhiên, có quá nhiều rào cản khiến các huấn luyện viên nội khó thành công khi nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam. Đó là áp lực từ dư luận, sự can thiệp từ bên ngoài và trên xuống các mối quan hệ khác trong làng bóng đá. Phương án thường được ưu tiên nhất vì vậy vẫn là huấn luyện viên ngoại. Thực tế hai chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam đều dưới tay thầy ngoại, ông Calisto năm 2008 và Park Hang-seo năm 2018. Trở lại với vấn đề hiện tại, VFF hiện đang đứng trước bài toán khả năng giải tìm người thay huấn luyện viên Philip Jossier. Khó bởi thời gian, từ nay đến tháng 6, khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục đá hai trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 là khá ngắn. Phương án tạm quyền đã được nhắc tới, tuy nhiên cần lưu ý là không lâu sau đó, đội tuyển Việt Nam lại đứng trước một giải đấu quan trọng khác, AFF Cup 2024. Trong khá nhiều lựa chọn được đưa ra, huấn luyện viên Park Hang-seo đang được nhiều người nhắc đến. Tuy nhiên, trong một sự kiện gần đây, nhà cầm quân Hàn Quốc đã rất ý nhị né câu trả lời khi được hỏi về khả năng trở lại đội tuyển Việt Nam. Đó là phản ứng dễ hiểu nếu nhìn cách ông Park lựa chọn ra đi ở đỉnh cao sự nghiệp khi đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu sa sút, còn ông đã tới hạn về lối chơi. Liệu có thể hình dung về kịch bản, VFF đưa ra một bản hợp đồng ngắn hạn 1 năm với mục tiêu chính là AFF Cup 2024, khi đó ông Park Hang-seo sẽ dễ gật đầu. Về vấn đề này, một lãnh đạo VFF cho rằng mọi khả năng đều có thể xảy ra. Thực tế trước đây, bóng đá Việt Nam có trường hợp như huấn luyện viên Ritter từng nhiều lần giữ ghế huấn luyện viên trưởng. Chúng tôi không loại trừ một khả năng nào khi chưa đưa ra quyết định cuối. Tuy nhiên, các phương án ngắn hạn cũng phải phù hợp với chiến lược trong dài hạn. Quan điểm của chúng tôi dù phương án nào thì dài hạn bóng đá Việt Nam cũng phải hướng tới nâng tầm về con người và lối chơi, đặt ra các mục tiêu cao hơn để phấn đấu, lãnh đạo VFF trên cho biết.